Hàng năm cứ mỗi độ thu sang, lá vàng rơi lác đác. Cũng là ngày này, hoàng cung rộn ràng ngày hội sách do Thái hậu tổ chức. Mọi người ơi, mọi người có biết là Thái hậu tổ chức để làm gì không? Xóa nạn mù chữ cho các phi tần. Ý lộn. Nâng cao kiến thức cho các phi tần. Cũng nhân ngày này, các phi tần tranh thủ tìm kiếm các loại sách quý để dâng lên Thái hậu và lấy lòng người. Nam Phi ơi, sao công ngươi làm ta quên hết rồi, bây giờ phải đếm lại từ đầu rồi. Trời ơi, tự nhiên giờ này ngồi đếm như đang luyện ngải vậy. Ta không có chơi ngải mà là ta chơi bùa. Hả? Bùa? Bùa ở đây không phải là bùa ngải, nó chỉ đơn giản là một từ bùa thôi. Mình phải bùa làm sao, mình phải xào chẻ làm sao để có được sự sủng ái của hoàng thượng, có được sự yêu mến từ Thái hậu. Người bùa làm sao đó thì bùa. Ngày mai là ngày hội sách trong hoàng cung, tất cả các phi tần đều phải dâng cho Thái hậu một quyển sách. Người bùa làm sao mà ngày mai có sách dâng cho Thái hậu mới là hay. Đó là điều mà ta lo lắng đây, không biết tặng sách gì cho Thái hậu. Với một người mê chữ nghĩa, kiến thức là uyên thâm như Thái hậu, tặng sách gì để ta? Kiến thức uyên thâm, thâm như màu môi của Thái hậu. À đúng rồi, soi công dạ. Ngày hội sách mình tặng son đi cho nó lạ. Chém đầu. Người nghĩ sao vậy Nam Phi? Tự nhiên cái ngày hội sách đi tặng son. Mà với lại á, môi của Thái hậu dày lắm, tặng son hao lắm. Nhưng quan trọng bây giờ phải tặng sách gì đây? Đúng rồi, bí kíp giải nghiệp. Ê mà không được. Nô tài nghe nói cái cuốn sách đó là bị đánh cắp rồi thất lạc ở trong hoàng cung, tới tận bây giờ không ai biết nó ở đâu á. Nhưng ta biết nó ở đâu. Ở đâu? Lâu quá quên rồi Nam Phi. Ta chỉ giỡn với ngươi thôi, chứ chắc chắn là quyển sách đó nằm ở thư phòng. Thư phòng? Đó là nhờ năm xưa lúc mà ta đi làm móng giặt cho tất cả các phi. Hả? À không, ta đi rửa chân dạo cho các phi tần, nên hang cùng ngõ hẻm ở hoàng cung này ta đều biết. Ta chắc chắn với người một lần nữa, quyển sách đó nằm ở thư phòng. Nam Phi, cẩn thận ta giết mạch rừng. Chuyện này chỉ có Nam Phi và nô tài biết thôi. Sống để bụng, chết mang theo. Cẩn thận vẫn hơn. Nam Phi, ngươi phải tốn công làm nô tỳ, ngươi mới biết chuyện. Còn ta, cả đời làm phi. Nhìn cái nết nhiều chuyện của nhà ngươi là ta đã biết chuyện rồi. Nô tài kiếm được rồi. Đâu. Dạ đây, bí kíp khởi nghiệp. Bắc Phi à, thời của hoàng cung chúng ta dân chơi không sợ mưa rơi. Bây giờ chúng ta phải dẹp hết, bắt đầu khởi nghiệp, start up ngay từ bây giờ. Ta là ai? Người là Bắc Phi. Khởi nghiệp chi nữa? Tìm đi. Dạ. Nói một chút xíu ha, ta khởi tấu lên hoàng thượng và chém đầu nhà ngươi tin không? Dạ, nô tài kiếm đi. Phạt nhìn đó một tuần lễ. Trời đất ơi, ăn một ngày thì 4-5 bữa, mập như cái bánh bao vậy. Ai đây rồi? Bác Phi, người kiếm được rồi hả Bác Phi? Đây nè. Bí kíp giải nghệ. Bí kíp giải nghệ? Làm gì vậy Bác Phi? Trước khi vô làm thái giám làm gì? Nô tài bán bánh bao. Dạ. Không tìm ra sách cho ta được thì nghỉ làm thái giám, rồi đi về bán bánh bao lại nghe chưa? Dạ, nô tài kiếm đi. Thần trương. Dạ. Bác Phi à, người có chắc là cuốn sách đó ở trong thư phòng này không? Trong thư phòng không có sách chứ có cái gì? Tại sao bây giờ không có? Thì trúng đường ở trong này cho ai biết. Ai rồi? Thôi lại đó, không hỏi nhiều nữa. Tìm đi. Còn không thì tao lên hoàng thượng là chém đâu nghe chưa? Dạ, tao tìm liền. Sao Nam Phi nói là trong đây? Bác Phi, người nói ai nói? Nam Phi. Bắc Phi à? Với một người lật bánh tráng như Nam Phi, tại sao người có thể tin được chứ? Thôi bỏ đi, ngu rồi. Bỏ đi. Bắc Phi. Nam Phi đâu? Bắc Phi, người sao vậy? Bị kiến nghiện cắn. Ui, con kiến. Ba công. Dạ. Mở miệng ra. Hả? Muốn con kiến cho ta đi. Thì không ngờ Nam Phi lòng dạ độc ác. Con trùng của cung Nam Phi cắn đào hơn chỗ khác nữa. Ghê nơi. Bắc Phi, cái đó bí kíp giải nghiệp có thể giải được tất cả các loại nghiệp: nghiệp chướng, nghiệp bé, nghiệp mới tạo, nghiệp tích tụ lâu năm, đặc biệt nghiệp tụ dành môi à không thành vấn đề. Và nếu không muốn đọc cuốn sách này thì đừng tạo nghiệp. Nam Phi ơi Nam Phi, cả một đời ngươi thông minh, ngươi dụ ta bước vào thư phòng. Trời đất ơi, nó vừa hôi, nó vừa bị mũi cắn. Tôi rồi tao ngồi trong cổng một buổi không tìm ra, ai ngờ cuốn sách nó ở đây. Sách quý à? Ôi trời ơi, nghe tiếng sướng cười gì đâu. Sách quý hả? Sách quý ơi! Sách quý! Sách! Nhưng mà vậy cũng vui. Bắc Phi à, nô tài có thể mạo muội hỏi Bắc Phi một câu có được không? Ta đang vui, hỏi 10 câu cũng được. Dạ. Theo nô tài được biết, đây là cuốn sách quý, chỉ có duy nhất một cuốn ở trong hoàng cung. Tại sao mình không lấy cuốn sách này dâng lên cho Thái hậu và Bắc Phi? Ta cũng hỏi người một câu đó. Dạ. Tại sao mày biết mà không kêu tao dừng lại? Bánh bao công công. Yeah! Đây, dạ. Thái giám của em. Dạ, nó tên bánh bao. Dạ. Thích lắm, tạo hot trend được ha. Trời đất ơi, mày chết mày còn nhúng nhích nữa. Tạo hot trend sao hả? Xé sắp mặt rồi hả? Hả? Nè, ở đây Vi nghe chưa? Một chút xíu Nam Phi về đánh mày té hen được coi. Bắc Phi, đợi nô tài với Bắc Phi. Ta nát rồi. Ơ kìa, tại sao ngươi khóc? Ta nát hết rồi Nam Phi ơi. Chuyện gì nói ta nghe nào. Tại sao mình có thể bình tĩnh như vậy hả Nam Phi? Ngươi cũng biết ta trước giờ là nổi tiếng bình tĩnh, không bao giờ tỏ thái độ trước bất kỳ một chuyện gì. Cuốn bí kíp giải nghiệp bị xé tan nát rồi Nam Phi ơi. Chỉ là quyển sách bí kíp giải nghiệp bị xé thôi mà. Chết ta rồi. Dán lại đi. Dán được không? Dán được. Nhưng mà năm sau mình mới tham gia hội sách nha Nam Phi. Dạ, ngày hội đọc sách bắt đầu. Không biết là năm nay các phi tần sẽ dâng tặng cho ta sách gì. Nếu thật sự là sách quý thì chắc chắn ta sẽ trọng thưởng. Còn nếu là sách tào lao, ta sẽ lột da để viết sách. Hiện tại Đông Phi và Tây Phi đã bị loại từ vòng mua sách. Bây giờ chỉ còn Bắc Phi và Nam Phi. Ta hy vọng các ngươi sẽ khiến ta hài lòng. Khởi bẩm Thái hậu, lời nói đầu tiên cho Bắc Phi xin gửi đến Thái hậu lời chúc sức khỏe và sinh nhật vui vẻ. Hội sách mà chúc mừng sinh nhật sao? Ăn nước tương riết rồi não đen xì hả? Cảm ơn Thái hậu quá khen. Khen hồi nào? Thái hậu lại khen nữa rồi. Thần thiếp thật ngại chứ. Thái hậu, thần thiếp đã cất công đi tìm cho Thái hậu một cuốn sách quý, đó là Bí Kíp Giải Tỏa. Bí Kíp Giải Tỏa? Trong hoàng cung chỗ nào cần giải tỏa? Giải tỏa xong có đền bù hợp lý không? Dạ kính thưa Thái hậu, nếu đền bù không hợp lý thì chúng ta sẽ tặng họ 1 năm ăn nước tương miễn phí ạ. Mời Nam Phi. Dạ khởi bẩm Thái hậu, trước khi dâng sách quý lên cho người thì Nam Phi xin kể một câu chuyện ạ, mong người lắng nghe ạ. Mời. Chuyện kể là ngày xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắc xưa lơ, xưa không nhớ nổi là khi nào, xưa quá là xưa, xưa cắm đầu xưa, xưa quá thần thiếp không nhớ ra. Thái hậu đợi thần thiếp nhớ ra, thần thiếp lại tiếp tục kể cho Thái hậu ạ. Vậy sách đâu? Nói về quyển sách, lại là một quyển sách xưa. Bởi vì quyển sách đó xuất hiện từ ngày xa xưa, xưa ơi là xưa, xưa lắc xưa lơ, xưa cắm đầu xưa, chuyện xưa đôi ta chung bước, đôi ta chung đường, lên 8 lên 5. Nam Phi, đã lạc đề thì đừng có lạc tông. Nam Phi, đáng lẽ người phải hát cái bài nghe cái chuyện ngày xưa, có một người con gái ngu mà hay tào lao nên bị chém vai đầu, là đốt cháy một khu rừng, thấy họ ha. Nam Phi. Dạ. Tóm lại sách đâu? Dạ Thái hậu. Sách đâu? Sách đây. Khởi bẩm Thái hậu, đúng là sách ở đây ạ. Tráng sĩ tươi xanh này từ đâu tới? Tại sao lại xuất hiện đường đột ở đây? Khởi bẩm Thái hậu, tráng sĩ tươi xanh này là shipper giao sách của Tiki ạ. Shipper giao sách? Shipper. 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 À thôi muốn cho sao cho. À shipper. Hả? Khởi bẩm Thái hậu, hôm nay Nam Phi xin phép dâng lên Thái hậu một quyển sách quý mang tên là Bí Kíp Giải Nghiệp. Bí Kíp Giải Nghiệp. Bí Kíp Giải Nghiệp đã thất lạc từ rất lâu. Nam Phi, tại sao ngươi có? Khởi bẩm Thái hậu, đây là một quyển sách quý bị thất lạc, nhưng không may mắn còn bị người khác xé cho tan tành nữa kìa. Chở ta rồi Dán lại đi. Dán được không? Dán được không? Dán được. Nhưng mà năm sau mình mới tham gia hội sách nha Nam Phi. Không được. Sao công à, ta phải lấy lòng của Thái hậu, Nam Phi ngồi nghĩ cách đi Nam Phi. Đừng có hối ta. Kiếm kế đi Nam Phi. Ta đang suy nghĩ. Ta đã có kế. Người có kế. Nam Phi, có Tiki mọi chuyện trở nên thần kỳ. Tiki, thần kỳ, nó nổi tiếng là thần kỳ chỗ nào? Vậy là ngươi không biết rồi. Hội sách online của Tiki có hàng ngàn đầu sách, giảm giá banh chành và đặc biệt giao hàng chỉ trong vòng 2 tiếng. Hội sách online của Tiki với hàng ngàn đầu sách, giảm giá banh chành, giao hàng trong 1 canh giờ. 2 tiếng. 1 canh giờ. 1 canh giờ là 2 tiếng. Nói về cái bí kíp giải nghiệp nó có nằm trong đó không? Tất nhiên. Không tin hả? Người gõ đi. Có nè. Yeah. Có Tiki, Nam Phi chẳng sợ chi. Thần thiếp đã tìm thấy quyển thứ 2 ở trên Tiki. Thưa Thái hậu, ở trên Tiki sách gì cũng có. Sách gì cũng có. Thái hậu à, cơ hội mua sách đỉnh nhất năm tại Tiki chỉ kéo dài tới ngày 20 tháng 10. Nhanh tay tải app và tham gia trò chơi vòng xoay may mắn để nhận được iPhone XS Max, máy đọc sách Kindle cùng nhiều voucher hấp dẫn khác. Hay cho Nam Phi. Giỏi cho Nam Phi. Tặng cho ta sách giải nghiệp. Vậy ý của ngươi là ta có quá nhiều nghiệp sao? Khởi bẩm Thái hậu, Nam Phi tặng sách giải nghiệp cho Thái hậu là để Thái hậu biết được tất cả các nghiệp ở trong dương gian của con dân mình, sau đó dạy dỗ con dân làm sao mà bớt nghiệp. Hiện tại ta tuyên bố Hội Sách năm nay người thắng cuộc chính là Nam Phi. Đa tạ Thái hậu. Có Tiki, Nam Phi chẳng sợ chi.